Vâng, xin kính chào quý chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Clip này mình thực hiện tại Nhật Bản và trước mắt quý vị và các bạn là một cái trung tâm thương mại đồ cũ nằm ở thủ đô Tokyo. Đấy, hôm nay là một ngày đi mua đồ cũ tại siêu thị Nhật Bản thì mình quay lại cái quang cảnh nơi đây cho anh em xem. Một số cặp loa, một số còng âm ly vô cùng khủng khiếp luôn. Toàn hàng cao cấp và hàng chất lượng vô cùng tuyệt vời. Anh em ơi, clip ngắn này hôm nay mình xin tập trung vào một cặp loa Tannoy mà có rất nhiều anh chị em ở Việt Nam nhắn tin cho mình là dặn quay một cặp loa Tannoy đẹp. Thì hôm nay trước mắt quý vị các bạn là một cặp loa Tannoy MK1. Đấy, thì hôm nay chỗ này người ta xếp rất là chật chội thì mình cố gắng lách vào để quay những cái bộ phận cơ bản để anh em có thể quan sát, cân nhắc và có thể lựa chọn. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình, quý anh chị các bạn anh em cân nhắc có gì thì nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Chốt những cặp này thì về Việt Nam thì lát nữa mình sẽ nói giá sau. Thế thì trước mắt quý vị các bạn thì đây là một cái cặp loa mà bát 40, loa đồng trục của Tannoy. Cặp này thì vô cùng đẹp luôn, đẹp tuyệt vời như hoa hậu Nhật Bản luôn, đẹp từ bên trong ra bên ngoài, từ trước về sau. Đấy, thì anh em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lách qua bên đây, mình quay chi tiết cận cảnh để quý vị và anh chị em theo dõi cái giá cả tại Nhật và cái thông số kỹ thuật, chiều cao, cân nặng của nó nhé. Đấy, thì con này là Tannoy MK1 với cái giá xuất xưởng của nó là 44.000 yên, nó khoảng gần 100 triệu. Hiện tại bây giờ nó bán tại Nhật là 220.000 yên. Nó cũng rơi vào khoảng hơn 40 triệu, khoảng 45-46 triệu tại Nhật Bản. Nơi đây thì cái lưới của nó đây, lưới cái căng của nó đây. Lưới thì vô cùng đẹp luôn, tất cả đều rất đẹp. Thành vách vô cùng đẹp. Đấy, tại Nhật nó đã bán hơn 40 triệu rồi nhá, anh em lưu ý nhá. Thì con này thì chiều cao của nó thì hơn 80 cm. Bát này của nó thì bát 40 rồi, anh em thấy không? Hàng nguyên bản, nguyên chất lượng, tất cả nó được vo tròn như một hành tinh ngoài vũ trụ luôn. Anh em thấy nó tròn, tròn đều không? Đấy, hàng nguyên bản nó phải như vậy anh em ạ. Thì đương nhiên cái giá của nó vẫn bao giờ cũng cực kỳ tuyệt vời luôn. Tất cả từ con ốc vít đều chưa chạm nha anh em nhé. Đấy, thì các thông số kỹ thuật thì nó đều ghi tại đằng sau, và đây là cái hình ảnh mô phỏng con đồng trục đấy. Thì anh em có thể quan sát là Tannoy đấy, và đây là những cái nút tinh chỉnh để mình lựa chọn các dòng xuất âm thanh đấy. Thì bây giờ đằng sau thì mình không thể quay lại được đằng sau vì nó xếp như này rất là chật. Đấy, nó cao thì khoảng hơn 80 cm và chiều sâu của nó là hơn 30 cm. Đấy, chiều sâu của nó hơn 30 cm và chiều cao của nó thì hơn 80 cm. Đấy, còn chiều ngang của nó thì hơn 60. Con này thì nó nặng 43 kg anh em nhé, cả bao bì và nữa thì nó chắc khoảng 50 kg. 50 kg thì bây giờ đi tàu biển thì con này về đến tận nhà thì nó khoảng, thì cặp này đi tàu biển về đến Việt Nam về đến tận nhà là 65 triệu anh em nhé. Đấy, một siêu phẩm về tận nhà 65 triệu, có bảo hành Nhật Bản. Con này thì đi tàu biển anh em ạ, tại vì nó quá nặng luôn và đóng gói rất là chi tiết và công phu tỉ mỉ. Về tận sân nhà anh em là 65 triệu, giao hàng trên toàn quốc từ Móng Cái đến Cà Mau. Đấy, thì anh em có thể lên các diễn đàn internet tìm hiểu thêm về con này nhé. Con này có giá xuất xưởng là gần 100 triệu nhé. Hiện tại bây giờ thì nó cũng còn vô cùng đẹp, giữ gìn rất là đẹp luôn. Đấy, thì con này về đến tận nhà là 65 triệu. Thì số điện thoại đang chạy trên màn hình quý anh chị các bạn nhé. Anh chị em nào quan tâm thì có thể nhắn tin, để cuối cái video này mình hướng dẫn anh em cách để kết bạn với Zalo của Loa Hay TV. Đấy, đây thì hai bác người Nhật đang trao đổi, kiểu như chủ cửa hàng ấy, đang trao đổi các vấn đề liên quan đến âm thanh với lại sắc màu của cửa tiệm. Đấy, thì cuối video này mình sẽ hướng dẫn em cách để kết bạn với Zalo
Đấy, anh em có thể liên lạc và nhắn tin trực tiếp qua Zalo và cách thức mua hàng nhé. Đấy, thì đây là một cái trung tâm thương mại thì rất nhiều hàng VIP, hàng âm thanh vô cùng chuẩn chỉ tại Nhật Bản. Đấy, thì clip ngắn nên là mình xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Số điện thoại đang chạy trên màn hình quý anh chị các bạn, và ngay bây giờ mình hướng dẫn anh em cách để kết bạn với Zalo, bởi vì rất nhiều anh em nhìn thấy số điện thoại trên màn hình rồi nhưng mà không làm sao biết cách để kết bạn với Zalo tại nước ngoài. Thì ngay bây giờ xin kính mời quý chị các bạn. Vâng, và ngay bây giờ mình xin hướng dẫn quý chị các bạn cách để kết nối với Zalo của những người sống tại nước ngoài nhé. Đấy, hiện tại thì bây giờ mình đang sống tại Nhật, thì anh em thấy là trên cái điện thoại của bất kể anh em nó đều có cái giao diện của chữ Zalo nhỉ. Đấy, anh em kích vào chữ Zalo. Đấy, sau đó ở trên góc màn hình bên tay trái nó có hiện lên cái vòng tròn. Đấy, anh em kích vào cái chữ vòng tròn ấy. Đấy, nó sẽ hiện lên chữ tìm bạn bè, tìm tin nhắn. Đấy, thì bây giờ anh em xuống dưới cái số 123 ở dưới góc màn hình này. Anh em nhấn vào đấy, nhấn vào 123 này. Rồi xong bây giờ anh em bấm cái mã 81 của Nhật Bản nhé. Bấm số 81. Nhật Bản là 81. Đấy, xong anh em bấm số điện thoại của mình là 9. 9 09 730 3339. Đấy, thế là anh em bấm xong đủ số, ở phía dưới nó hiện lên cái chữ loa hay tivi luôn. Anh em kích vào đây là được nhá. Đấy, rất đơn giản mà nhiều anh em không biết cách làm, thế này mình xin hướng dẫn chi tiết. Đấy, đây là ảnh đại diện của Zalo loa hay tivi này, ảnh của mình ấy. Đấy, thì anh em vào đấy rồi anh em có thể nhắn tin kết bạn, hoặc là anh em có thể gọi điện thì mình chủ động kết bạn nhé. Ok, mình xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi. Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai